Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn tựa game Century City. Thì tựa game này là một cái tựa game xây dựng mà chúng ta có thể thấy một cái thành phố ở đây. Và cách chơi như nào thì chúng ta sẽ tham gia là một người đào vàng. Đào vàng để làm gì? Chúng ta sẽ xuống mỏ và đào vàng để có thể kiếm tài nguyên. Thì cách đào đơn giản thôi, các bạn ấn liên tục lên màn hình để có thể có các màn đào vàng. Khi mà các bạn nhìn thấy có cái này là ấn đi lên rồi. Đây, chúng ta tiếp tục nhiệm vụ đào vàng thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ đào có tốc độ, ấn càng nhiều thì tốc độ đào càng nhanh. Ví dụ tốc độ ở đây. Và thỉnh thoảng lúc đào thì sẽ có các màn quay trúng thưởng. Thì như kiểu các bạn đào được kho báu vậy. Ở đây thì sẽ quay trúng gì đây? Vàng này, chỉ số gì đó. Rồi, ok. Tiếp tục đào vàng thôi. Thì ở đây thì tựa game này nhìn khá giống Minecraft. Và chúng ta sẽ đang có các màn đào. Hiện tại chúng ta vừa ăn xong cái kia thì nó sẽ đào nhanh hơn. Ví dụ tốc độ đào chúng ta bây giờ lên 40 rồi. Và ấn liên tục để cho nó đào càng nhanh càng tốt. Khi mà ấn này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện được một số cái đồ vật để có thể ăn. Ấn vào đây thì sẽ trúng cái lượng tiền. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta trượt rồi, không ăn được. Và khi mà đào full thì chúng ta sẽ ấn auto. Đấy, có các màn auto gõ rất là điên cuồng. Và càng nhiều tiền càng tốt. Hiện tại thì chúng ta đang được 5.000 kg tiền, vãi cả nồi, vãi cả dầu luôn. Đào auto thì nó sẽ lên tốc độ max của chúng ta 60 giây, 60 gold trên giây. Và nếu mà các bạn muốn đào nhanh hơn thì các bạn lại ấn nhanh. Còn ngoài ra auto thì nó có cực kỳ điên rồi. Đấy là xong cái màn đào vàng. Và tiếp theo là cái nhà này là nhà đẻ vàng cho chúng ta. Và chúng ta sẽ mua một số nhà ở đây. Ví dụ mua cao ốc này. Đấy, 15 giây nữa nó sẽ xong một cái cao ốc. Hoặc là xây thêm các nhà khác. Ví dụ upgrade đây. Upgrade thêm cái búa để chúng ta có các màn đào vàng nhanh hơn. Đấy, cái này thì nhận thưởng được một số đại thưởng trong game. Thì ở game này thuộc thể loại xây dựng. Và nó sẽ là xây cho chúng ta một cái thành phố. Như các bạn thấy ở ngoài đấy. Có tháp Eiffel này các kiểu. Chúng ta sẽ liên tục xây các nhà. Thôi mình cứ ấn vào đây cho nó lên nhanh đi. Không sao, đợi 25 giây thì cũng nhanh mà. Thì ở đây thì nếu mà các bạn không đào thì lượng vàng các bạn lên chỉ 6 giây, 6 gold trên 1 second thôi. Đấy, nên cần thiết phải ấn vào đây để liên tục đào. Thì ở game này thì tùy thuộc vào các nhà các bạn ở thấy đây. Ví dụ nhà này tăng được 1 gold, nhà này tăng được 5 gold. Có thể nhà này tăng được 5 hay 6 gold chẳng hạn. Cái ticket này thì để các bạn mua thêm hoặc là để thêm mở rộng thêm cái các tòa nhà. Thì ở đây xây xong thêm một cái nhà nữa rồi. School sẽ cho chúng ta 25 gold một ngày. Đấy, thì chúng ta sẽ liên tục xây các nhà thôi. Liên tục xây các nhà ở đây thì để có thể lên tiền. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đang hết tiền rồi. Xuống mỏ để tiếp tục đào tiếp. Đấy, các bạn sẽ liên tục để nó có thể lấy gold. Hiện tại thì bây giờ chúng ta đào đã được nhiều vàng hơn khi mà chúng ta xây được một số cái nhà ở đây. Thì ở game này thì lại giống với tựa game Montauk Hero, chỉ xây nhà và ấn đào vàng. Khá là đơn giản, dạo này thì có rất là nhiều cái tựa game đi theo cái lối chơi này. Và cái lối chơi này dành cho những người rảnh rỗi và thích chơi các tựa game đào vàng. Và ngoài ra thì các bạn có thể thấy cái nhiệm vụ ở trên này. Nguyện quét 5, các bạn sẽ đạt được từng cái vàng, các bạn sẽ qua quét. Đấy, sắp vượt quét rồi. Và phải ấn liên tục để cho nó ấn và auto xong rồi. Tốc max của chúng ta là 316 cơ mà. Đào rất là nhanh, rất là điên cuồng. Thì thỉnh thoảng đánh nó sẽ cho chúng ta khoảng thời gian nghỉ tay. Khi mà các bạn đào nhiều quá thì nó cũng sẽ phau thời gian lại để có các màn đào nhiều hơn. Đấy, ấn auto để cho nó đào như con điên luôn. Vâng, quá nhanh quá nguy hiểm. Vâng, xong rồi. Thì hiện tại thì tựa game này nó cũng xoay quanh các màn đào vàng rất là vui vẻ thôi. Và xây một thành phố lên ok. Và bài hướng dẫn trải nghiệm tựa game Century City của mình đấy kết thúc. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Cao và nó chỉ cần tát một phát là chúng ta nát mặt, nên chúng ta cần thiết phải né càng nhiều càng tốt. Ngoài ra thì các con zombie thì con không hiểu sao nó lại cứ thích đuổi mình như vậy, chắc là mình hay bắn nó.